để ủng hộ tinh thần các bạn thì mình cho các bạn xem cái hình behind the xin mà mình setup cái góc này Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái setup nữa để anh em có thể setup một cái góc quay nội dung ở nhà hoặc là làm livestream nhưng mà cái này đặc biệt ở chỗ là nó sẽ tận dụng một cái bàn trang trí ở trong nhà như thế này luôn và nó sẽ phù hợp với những ai mà quay mà muốn có bối cảnh liên quan đến đồ nội thất hay là mỹ phẩm hay là tận dụng cái không gian sống trong nhà và cái góc này nó phải là một cái góc siêu gọn siêu hợp lý và thậm chí có thể đẹp để anh em trang trí ở trong nhà luôn Đó, rất là gọn không và với sự giúp đỡ của một công cụ đặc biệt và đây là lần đầu tiên mình sử dụng một cái màn hình rời ở ngoài và cái màn hình rời này đặc biệt lắm nghe nè chú ý nè cái màn hình rời này nó có chức năng như là một card capture luôn và nó sẽ giúp anh em xuất được hình trực tiếp từ chiếc camera vào trong máy tính và có thể giúp cho các anh em có thể livestream trực tiếp luôn mà thay vì trước đây các anh em sẽ cần một cái cà capture riêng như thế này cái cà cấp tơ này thì bình thường thôi nhưng mà nó sẽ lòi ra thêm khoảng 3 cộng dây và với ba cộng dây đó thì anh em sẽ rất là khó có một cái góc gọn đẹp như thế này và cái góc này tất cả những thiết bị này nó phải đầy đủ nhưng nó phải gọn vì nó sẽ nằm trang trí ở trong nhà các anh em luôn rồi bắt đầu hey, this is Roke, chúng ta phải nói qua một chút về chiếc màn hình pocky pl 5 này, tại vì đối với lại các setup này nó sẽ đóng vai trò khá là quan trọng, vì ít nhất nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được ba cộng dây và ba cộng dây này nó sẽ là ba cộng dây dài nhất và nó tốn diện tích nhất trong bất kỳ một cái setup nào. Có một điều mà mình luôn lưu ý trong những cái video gần đây đó là setup ánh sáng cho góc quay video tại nhà thì cái những món đồ đó nó phải gọn gàng, sạch sẽ và thậm chí nó có thể đẹp và đóng vai trò như là một món đồ trang trí ở trong nhà bạn luôn thì lúc đó bạn mới có cảm giác là bạn sẽ có cái năng lượng để bạn làm việc còn nếu như bạn phải dọn ra rồi bạn phải đem cất lại rồi sau đó bạn nói chung rất là bừa bãi thì các bạn sẽ không có động lực nào làm việc cả nhất là đối với những ai có gia đình cho nên các anh em thấy cái setup này được không được và mình tin rằng cái setup này nếu các anh em làm cho các chị em ở nhà thì các chị em sẽ rất thích vì đối với góc livestream thì cái thứ mà mình đặt vô sau khi mà nâng cấp từ góc nghe nhạc lên nó là một cái màn hình thì cái màn hình này là con Asus Vu 249 cfe và đây là phiên bản màu hồng nha phải mua cho bằng được phiên bản màu hồng và nó cũng rẻ đó các bạn nó chỉ có 3 triệu mấy thôi à ba triệu tư hay sao á và nó đẹp cực kỳ đẹp hợp với góc này có cổng usb-c có cổng hdmi chỉ thấy thôi là đẹp và cái cách mà nó giấu dây ngay ở phía sau đi thẳng xuống dưới luôn cũng khá là đã. Và phía trên nó thì mình để một con Keylight Neo. Con Keylight Neo này nó là một cái đèn chỉ cần 8W thôi nhưng mà nó siêu sáng. Các bạn đang thấy ánh sáng của nó chỉ mới có 5% thôi đó. Chứ thật ra nó sáng lắm, nó sáng khủng khiếp luôn. Đủ để các bạn soi, các bạn đứng đây, các bạn làm. Rồi mic thì mình xài con uh, Quay Neo mới ha. Rồi một con Stream Deck Neo màu trắng nói chung là xét nguyên một cái tổng thể này để co nguyên cái chỗ này màu trắng nhìn cho nó đẹp ha rồi mát xài laptop mát là đơn giản nhất và dễ nhất tất cả chỉ cắm qua cổng usb c thẳng của màn hình là xong và chiếc màn hình này nó đủ đẹp để mình monitor màu và khi mình không xài máy mát thì mình sử dụng ipad được luôn còn camera đương nhiên rồi các bạn đang thấy ở đây sony zv e 10 và nó chả có gì khác hết ngoài chuyện gắn thêm con màn hình Pocky BL5 vào và thế là mình tiết kiệm được ba cộng dây cho nên là mình sẽ tạm thời cất con cả cấp neo này đi và nó sẽ được để và lại vào trong góc pc ha? chứ cũng không phải là đem đi chỗ khác đâu xin lỗi các bạn là trước giờ mình chưa xài cái màn hình rời nào cho camera cả tại mình cắm trực tiếp vào trong cái uh, máy tính để mình xem hình luôn cho nên khi mình nhìn chiếc màn hình này lần đầu tiên xuất hình ra nhìn thì cảm giác wow lần đầu tiên vì màu nó rất đẹp và với giá mức giá là khoảng 6 triệu 2 bạn vừa có được một cái màn hình mà bạn đều có được card capture quá tiện đúng không rồi bây giờ nói qua về thông số nè nó sẽ nhận được tín hiệu đầu vào là 4K lên đến 10 bit nha các bạn. Cứ nhận vào 4K lên đến 10 bit và nó có thể ạt được lút màu vào để cho các bạn xem và các bạn có thể xuất ra luôn cái video đó để các bạn thấy được là cái video đó xài được liền luôn cái tiếp theo nữa là khi mà nó xuất hình ra thì nó sẽ có hai dạng xuất một là nó xuất dạng HDMI ra ngoài với là 1920 x 1080 và hai là tính năng card capture nó sẽ xuất qua cổng USB đi thẳng vào trong laptop hoặc là iPad như là một cái card capture khác và các bạn có thể dùng tín hiệu đó livestream và tín hiệu đó nó cho chất lượng cực kỳ tốt nó là 1920 x 1080 nhưng mà lên tới 60 fps lần cho nên là các bạn thoải mái các bạn sử dụng ha nó nhận được tín hiệu là 4K 30 FPS và cổng HDMI của nó xuất được tối đa là 60 FPS. Rồi chiếc màn hình này nó sẽ có trên đó cả cổng tai nghe monitor để các bạn kiểm âm và có cổng input audio để các bạn có thể cấm âm thanh từ một cái microphone hay là một cái bàn trộn khác vào bên trong nó. Màn hình này là màn hình full cảm ứng nha các bạn, full cảm ứng luôn. Và nó có đầy đủ những chức năng hỗ trợ một người để sử dụng như là nó sẽ flip màn hình qua lại trên dưới dọc giống như cái màn hình hiện tại mình đang để đây thật là mình để bị ngược á, mình để ngược nhưng mà mình flip nó lại để gì để khi mà các bạn ngồi các bạn xem các bạn có thể uh, có cử động giống như trong gương hoặc là các bạn có thể lật màn hình ở cái vị trí nào đó mà các bạn setup cho nó thoải mái thì các bạn có thể lật hình lại các bạn xem cho nó dễ hơn và ngoài ra vì nó nhận tín hiệu là 4K và nó xuất ra là 1920, tức là nó nhận vào gấp 4 lần tín hiệu xuất ra cho nên nó có thể zoom internal, nó có thể crop internal ngay trên cái màn hình này luôn. Giống như vấn đề thí dụ như mình quay một video, mình đang muốn khoe một cái hộp đây mình gọi là muốn quay cận cảnh thì thay vì mình phải có một camera man điều khiển rồi zoom vô đúng không không chúng ta chỉ cần crop thẳng trên cái frame 4k của chúng ta thì là zoom cận cảnh vào rồi và điều này nó rất là hợp lý và rất là dễ cho những ai làm livestream các bạn chỉ cần một camera duy nhất và các bạn có thể có cả góc toàn lẫn góc cận ở trên chiếc uh, màn hình và đương nhiên với một cái màn hình rời thì không thể thiếu những cái tính năng khác như là tăng giảm sáng saturation contrast chroma cho các bạn xem được phone Scholar, xem được picking xem được zebra và full cảm ứng tất cả điều khiển cảm ứng hết ở trên màn hình này thì với tính năng của một chiếc màn hình uh, gọi là hỗ trợ thêm cho các bạn xem và các bạn tinh chỉnh ở trên uh, camera luôn á. Thì điều đó là quá quen thuộc rồi Nhưng mình mới nói lại là Chiếc màn hình này nhấn mạnh vào những ai Muốn đem camera của các bạn đi livestream ở ngoài Mà muốn gọn gàng hơn Không phải muốn phải mang quá nhiều Không muốn phức tạp dây nhợ Thì con Pocket PL5 này Nó giải quyết được vấn đề đó Và nhớ nha Nó có kéo chân ra được Làm cho bạn cao hơn được Quá tiện luôn đây chính là cách dùng của cái setup này không có ngồi hồi nãy mình ngồi là mình giới thiệu thôi ngồi cho đỡ mỗi lưng để làm video các bạn thôi chứ thật ra cái góc này khi mà sử dụng đó, nó sẽ đứng lên giống như thế này thì lúc đó camera hồi nãy mình để đây đó, là mình muốn giới thiệu cái màn hình nói chung là người ta hỗ trợ mình cái màn hình để mình quay thì mình cũng phải giới thiệu màn hình cho người ta nhớ nha poki video năm nha cung cấp bởi era digital các bạn có thể lên trên đó các bạn xem còn bây giờ chúng ta nói đúng lý ra là cái màn hình này nè thì lúc đó cái camera nó không để đây nữa mà camera nó để chỗ này nè các bạn thì camera để chỗ này thì cái ánh sáng đèn này nè nó sáng lắm thấy không giờ bật lên là sáng chân nè má mặt nhìn mặt này không đang tối mà chơi vô đây nè sáng chân này. à đó cho nên cái đèn này gọn đẹp nhẹ và đặc biệt nha là nó xài cổng usb và nó được cấp nguồn bởi chính cái màn hình luôn được chính cái màn hình hoặc là cái laptop luôn xài vô cùng đã nên yên tâm ha rồi khi mà nguyên cái góc này các bạn đứng các bạn sẽ làm việc ở trên đây các bạn sẽ quay các bạn sẽ chụp và thậm chí nha các bạn quay cái mặt của mình từ hướng này ra các bạn vẫn có thể có thêm một cái góc để quay những cái sản phẩm ở trên các mặt bàn này luôn trong cái việc lựa chọn đồ nội thất á, thì thường các bạn đã lựa chọn sẵn đồ nội thất nó đẹp rồi. Cho nên các bạn có thể tận dụng đồ nội thất để làm quay phim, chụp hình. Thì điều đó nó rất là ổn. Và việc còn lại của tụi mình là gì? Là setup một cái góc nó ok. Cái góc ok được định nghĩa là nếu như bạn không sử dụng cho công việc quay nội dung video hoặc là không sử dụng cho việc uh, livestream thì nó có vai trò trang trí và nó có vai trò giải trí. Đối lý do tại sao cái góc này việc có cặp loa này cũng khá là quan trọng để khi bình thường thì nó sẽ biến thành đồ giải trí và rút đồ này đi cắm một cái iPad rẻ rẻ tiền vô cũng được luôn. Các bạn có thể cắm một cái iPad bây giờ iPad mini 6 hả? Mua cũ lại khoảng chừng 8 triệu là ngon ngồi xài được cái màn hình này xịn ngon luôn, yên tâm ha. Còn hoặc là các bạn cắm cái laptop vào thì nguyên cái set này nó sẽ gọn đẹp và nó mang tính chất signature của các bạn thì giống như của mình ở đây thì nó sẽ mang tính chất là nhìn vô cái góc này nó sẽ biết là cái góc của mình cái góc nó nhìn nó ổn và nó còn có cái bức tường ở phía sau để làm trang trí thì cái bức tường này các bạn có thể làm bất cứ gì cả thì cũng được luôn ở nhà bạn có thể là gỗ hay là kính mờ đừng sử dụng kính bóng hoặc là kính phản chiếu nha nó reflect lung tung quá đó là ghê cho nên là dùng kính mờ và các bạn trang trí cái bức tường phía sau Vậy là các bạn đã có nhiều góc để các bạn quay ở trên đây luôn Thật sự rất là nhiều góc để quay ở trên đây luôn Đèn thì mình tận dụng luôn cả những cái đèn trang trí ở phía sau ha Đó. Và để ủng hộ tinh thần các bạn thì mình cho các bạn xem cái hình bị hai đời xin Mà mình setup cái góc này Zoom camera ra hả thì đây là cái bệnh bị hai đời xin của nguyên khu này nó rất là dễ nó không có gì khó hết Đó, chia sẻ nhanh những cái góc này thôi màn hình, bàn phím, camera, máy tính, loa, camera, rồi tất tật cật mọi thứ ở đây. Mic nè, stream deck nè. À làm stream thì phải có stream deck nha các bạn. Các bạn muốn đổi góc hay các bạn muốn làm gì đó, nó nằm ở đây. Thì rất là đơn giản các bạn đã có một góc rất là đẹp. Còn cái việc mà setup ánh sáng của cái góc này như thế nào thì hẹn video sau.